Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay con cũng mời quý chú ghé lại vườn của em nhà Bonsai Thanh Nhàn tại quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ quý cô chú. Hôm nay thì nhà vườn lại tiếp tục về một số cây nữa, có mới có cũ heo chú, và giá thì rất là mềm mại yêu thương. Hôm nay đặc biệt cũng có hồng ngọc mai nè, hồng ngọc mai giá rẻ mới về luôn, tràng cam, vàng đỏ, tràng sen, một số cây ấm tàn chơi liền, một số cây thuần chậu ha, sống khỏe, một số phôi mới. Thì để chi tiết hơn mời quý chú gặp lại em đi rồi em sẽ giới thiệu cho mình Được ha. rồi. Chào anh Khánh ha, chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì ngày mới cũng chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe ha, cô chú anh chị luôn thành công trong công việc ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng với shop cũng như với kênh ha. Thì hôm nay shop cũng giới thiệu đến cô chú anh chị một số cây bonsai hoa kiển để bàn ha, trang vàng, trang đỏ, trang sen, trang cam nè, hồng ngọc mai, sam trái, hôm nay cũng nhiều nhiều thể loại ha. Thì cô chú anh chị mình cứ ủng hộ đi, thì shop sẽ về nhiều mặt hàng mới nữa để ủng hộ cô chú nữa, chơi phục vụ cô chú anh chị mình ha. Rồi thì cũng không làm mất thời gian thì bắt đầu vào cây số 1 của Số ngày 1 hôm nay, mã H ha cô chú anh chị, H1. Rồi xin đo chi tiết luôn, trang vàng. vành là 15 cm cô chú anh chị, đế đều đẹp ha. Cây này về cô chú anh chị mình thay chậu chơi ha, chiều cao là 20 cm, tán ngang 24 cm. Đó, bên này bán giá yêu thương luôn, 500k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mộc cốt nha cô chú, cây này thay cái chậu đẹp cái là để Thay chân chậu chơi đẹp rất là là chơi thôi, thay vì cô chú anh chị mua cái cây phôi này cũng 200-300 ngàn thì cây này 500 ngàn là lựa chọn hữu hiệu luôn, hiệu quả luôn cô chú anh chị, thay chậu đẹp là chơi thôi. Nuôi cũng tầm 6 tháng ha, lập được nước dây. kiểu như mình không có thời gian đâu cô chú, mình muốn chơi Này liền. về là ngắm liền, đây là để lên bàn là ngắm thôi, thay chậu. Rồi mã H1 ha cô chú anh chị ơi, trang vàng ha cô chú anh chị. Rồi đổi với Rồi mình luôn. xin đổi cây. Còn nuôi thì nó có cái thú vị của cây nuôi ha chú, mùa Rồi tiếp có thời theo gian là rảnh á, mã H2. nuôi cái cây nhìn. Cô chú anh chị thích nuôi thì mình cũng có phôi để phục vụ cô chú anh chị luôn, đa dạng. Rồi cây lỡ lỡ đang 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 sống khỏe cũng có luôn. Cây này thì hoành nó là 16 ha cô chú anh chị ơi. Chiều cao nó là 20, phun tán ngang nó 25. Cũng trang vàng luôn chú ha. Trang vàng lá nhỏ. Tàn này tam giác Đó, ha, xe tam đều. giác cũng đẹp rồi. Nói chung là coi được rồi ha cô chú anh chị. Về H2. là chuẩn bị cho bông rồi đó Thấy cô. đẹp ha. Cây này về cô chú anh chị cũng cứ thay chậu đẹp là chơi thôi. 500k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã là H2 ha cô chú anh chị ơi. 500 Đúng thôi em ha. là trang vàng luôn. Dạ. Ủng hộ cho em nha, giá dễ Cô chơi. chú anh chị mình có lấy số lượng thì cứ liên hệ trực tiếp với shop ha cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã H3, là một cây trang vàng đang có hoa luôn. Có hai cái hoa điểm điểm nhìn cũng tươi ha cô chú anh chị ơi. Cọc cành cũng đẹp luôn. À, cây này thì Mình hoành nhỏ được tàn mịn, hoành nó 13 cm cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là 20, phun tán là 25 ha cô chú anh chị, phun tán ngang 25. Thì cây này giao lưu là 400 ngàn thôi cô chú anh chị, giá rất là dễ chơi rồi cô chú anh chị. Tiền ship với tiền thùng nó cũng hơn 100 ngàn ha cô chú anh chị. Bán gì đam mê. Mã H3 cô chú anh chị, 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đó, Rồi, tiếp đổi tục cây tiếp luôn. lên luôn ha. Tiếp cây trang vàng luôn đi mà. Tiếp cây Trang trang vàng đẹp vàng nữa, mã H4 luôn. Lùng lực luôn cô chú anh chị. lùng lực tàn đa tròn vo luôn ha chú. Tàn mịn màng luôn cô chú anh chị ơi, về là thay chậu chơi liền thôi. Quanh là 17 cm ha cô chú anh chị, cây ngay này đây ha. vô cái chậu tròn cạn đó cô chú, nhìn đẹp lắm. Cao là 17 luôn. Tán ngang là 25 ha cô chú anh chị ơi. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Chưa chưa cho anh cái mặt tiền á. Dạ. 550 ha. Đó, cây rất Cốc là đẹp cành luôn rất chú là ơi. đẹp ha cô chú anh chị, đang hoa. 550, bao ship Dạ. toàn quốc luôn. Dạ rồi. H4. Rồi, xin đổi cây ha cô chú anh chị. Tiếp luôn em ha. Rồi, tiếp theo mã H5, một cây trang sen dáng bay. Sen Hôm dáng nay bay. cho bay luôn. Cho bay luôn. H5. Ấm mịn ha cô chú anh chị, về nuôi thêm đặt tàn nữa thì nó rất là đẹp. Rồi hoành ngay vị trí này là 16 ha cô chú anh chị ơi.
cao là 15, full tán là 30. Dạ. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị, 400k thôi. Hôm nay mình được một cái cây đẹp. Dạ. Cho đi luôn ha. Dạ. Bài luôn. 400. Rồi, xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Dạ. Tiếp luôn em ha. Rồi, tới sâm trái đi. Sâm trái thường chậu sống khỏe ha cô chú anh chị. Rồi mã số là H6. Thường chậu sống khỏe. Này giống giống như phôi mới lên thôi. Dạ, nhưng mà nó được cái là nó sống khỏe cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cái cây này hoành cũng hết biết đường đo luôn. Rồi nó nhắm nhắm cũng được em ơi. Cây này chắc nó tầm 12 13 hoành gì đó. Đo trên này đi chứ dưới sát gốc khó đo quá. Trên đây là được là 13 ha cô chú anh chị, sát gốc nở ra nữa. Dạ. Yeah. Cây này nó cũng lất lượng ha. 10 bay ra được là 18 cm ha cô chú anh chị. Cây này khi mình về nếu mình thay chậu cô chú anh chị mình có thể mình sửa lên tí xíu ha. Cái cây này hồi đó trồng sao nó hơi kỳ, hơi thấy không đẹp ha. Nâng cái cành này lên chút xíu, úp cái mặt dịnh đây tí xíu ha thì nó sẽ khéo hơn. Đây mình sửa hơi là cái gì ha. Mình thấy cây nó gõ nét hơn cô chú anh chị. Thì cây này xin giao lưu là 300k thôi cô chú anh chị ơi. 300k đã bao gồm phí ship ha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Sâm núi trái ha, thần chậu sống khỏe. Rồi. Rồi xin đổi cây. Thì shop mình bán nó như cô chú anh chị mà có chốt số lượng nhiều có giảm giá cô chú anh chị ơi. Mã H7 nha. Cây này đẹp nè cô chú anh chị. Cây này vô dây được. Cây này vô được rồi đó cô chú anh chị ơi, mà không có thời gian vô. Cây này khi mình thay chậu mình sẽ sửa hơi là cái gì nè cô chú anh chị. Đó, cái đế cái gì nó sẽ đứng ha. Thấy rõ. Rồi. Sửa là cái gì thì cái cây dáng nó sẽ đổ xuống đẹp ha. Có thể mình dẫn một cái đọt khác ha. Về mình lấy cái đọt khác mình bẻ lắc trở lại ha cô chú anh chị. Cây này có thể cắt thành lùng lực cũng được. Lùng được, lực bỏ chơi cái là cây công lắc bỏ cành công luôn. Mình chơi cây lùng ha, trực lắc ha. Hoành là 14 cm của chú anh chị. Dạ. Đây. Đây cái mặt này nè mình. Dạ. Bỏ luôn cái này nè em. Đúng chơi, rồi chơi cái này ha, chơi cái này là cũng được. Một cây lùng lực đẹp. Chiều cao này mình kể là 12 đi. Cành bay từ gốc ra được là 17 ha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp ha, khéo cây ha. Cốt chi này mình vô dây bẻ sửa thoải mái đó cô chú anh chị. Cây này cũng giao lưu cô chú anh chị 350.000 đi, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi. Rồi xin đổi cây luôn. Tiếp tục em ha. Rồi tiếp theo là mã H8 cô chú anh chị ơi. Đây một cây ghế ống mà dáng đổ đẹp ha. Cây này hoành nó chắc cũng tầm 13 14 cô chú anh chị. Thấy nó cũng lớn. Rồi, ghế ống chưa cắt ống. Dạ, ống. Cây này thì nó đổ xuống được là 23. Thì cây này cũng xin giao lưu là 350.000 cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị ơi, 350.000 ha, bao phí ship toàn quốc. Dáng cũng rất là khéo cây ha cô chú anh chị. H8. Rồi, tiếp luôn em ha. H8. Cây sống khỏe nha cô chú. Rồi, chơi hàng này thì yên tâm cô chú anh chị ơi. H9, mình có một cây khá độc đáo. H9, cây này là mình có thể mình chơi một cây nữa mình dẫn đọt xuống ha, mình chơi cành rơi hay gì đó cô chú. Vân nhân em ha. Vân nhân. Còn không thì mình cắt cái này bỏ mình chơi cây dáng trực. Trực thiên nhiên luôn. Trực quân tử, tứ diện đều. Cái này nó có cái co. Dạ, dạ. Chơi đánh cành gớt lả lả xuống đây nè. Cô chú anh chị không thích cành gớt thì mình chơi trực quân tử. H9 dạ. Cô chú anh chị ơi. Cây sống khỏe gì thì an tâm chơi thôi cô chú anh chị. Cái này lượt hết luôn rồi đẹp không chú, cắt gọn lại hết luôn. Hoành là 12 cô chú anh chị ơi. Đế cũng rất là đều, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế nơm ha, thì cây này cũng giao lưu là 350.000 đó. Đế nơm đều hết cô chú anh chị. Dạ. 350.000 bao ship. Tại cái này mình để tính cô chú anh chị nào mà chơi trực á thì sẽ lợp ra ha, chứ không là shop cắt bỏ hết rồi. Có hai đường cho cô chú anh chị chơi ha. Bằng nhân thì mình cắt hết dưới này mình bỏ ha, mình làm một cái cây tử dưới này đi lên ha. Ờ. Sẽ rất là đẹp. Cây này cũng là một cây nghệ thuật ha cô chú anh chị. 350 thôi. 350 bao phí ship toàn quốc ha. Mã H9. Làm cây mini đẹp lắm đó cô chú. Yeah. Làm cây bonsai đẹp. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Ok. Trực cành rơi. Rồi tiếp theo là mình lên H10 là trang đỏ của chú anh chị ơi. Một số trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi dòng này thì cũng quá quen thuộc rồi em ha. Hàng mini đã sống khỏe, thần chậu hết rồi. Nhà cây thần chậu hết cho cô chú anh chị dễ chơi ha.
Rồi hoành tại vị trí này là 16 ha cô chú anh chị ơi. Cao là 20. Giao lưu với cô chú anh chị mình cây này là 300k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Bao sống bao ship H10, bao sống bao ship cho cô chú anh chị. Tiếp rồi, tục xin đổi cây H10. Tiếp theo H11 cô chú anh chị ơi. Cây quá tùm luôn, cây này về là lọc chi chuẩn bị vô dây được rồi đó cô chú anh chị. Anh mua mấy cây này thì mình rút ngắn thời gian cho mình ha chú. Dạ. Không có thời gian nuôi thì chơi cây, cây này, này Tết nhanh. Là có cây chơi. Hoành cũng là 16cm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đế là 35, chiều cao thân chính là 15 ha, cao tổng hơn 20 rồi cô chú anh chị ơi. Rồi. Cũng 300 ngàn luôn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. H11. 11, 300. Dạ, tiếp giúp anh luôn. Rồi, xin đổi cây. H12 cô chú anh chị ơi, trang đỏ lá nhỏ ha. Lồng lực ha, lực tàn đa đế đẹp của chú anh chị. Quanh là 17cm ha, cao là 13, cao tổng của cái thân chính là 13. Rồi cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình 300k luôn, giá yêu thương luôn của chú anh chị. H12 300 thôi em ha. Dạ. Rồi xin đổi cây luôn của chú anh chị, tiếp tục giúp anh luôn. H13 ha cô chú anh chị, cây này đẹp nè cô chú anh chị. Cây này một cốt lùng lực đế đẹp, tay cành đẹp luôn cô chú anh chị. Hoành là 18cm ha cô chú anh chị, cao là 15cm nha, cốt cành khéo. Cây này về lọc chi nuôi là chuẩn bị vô dây bẻ sữa luôn được cô chú anh chị. Tàn nó ra cũng muốn dài. Cây này giao lưu là 350k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. H13 350 thôi em. Rồi. Dạ, rồi. Xin đổi cây. H14 cô chú anh chị ơi, trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi. Cái em này là chắc để ở trong mát hơi nhiều hay gì nè. Dạ. Đây. Nhưng mà nó ra búp cũng đỏ đỏ rồi đó cô chú. Này cho ra nắng được. Rồi, hoành ngay đây là 17 cm ha cô chú anh chị. Chiều cao cũng là 17cm luôn. H14 giao lưu cô chú anh chị mình là 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đế to nha chú. Đế cây này cốt chi nó cũng đẹp đó cô chú anh chị. Đế nở ha. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp luôn. H15 nha cô chú anh chị, trang đỏ lá nhỏ nữa ha. Cây cũng rất là khỏe. Hoành là 17cm ha cô chú anh chị. Chiều cao là 14cm ha. Giao lưu cũng 300 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. H15. Rồi. Rồi xin đổi cây luôn cô chú anh chị. 300 thôi. Rồi tiếp theo là H16 ha cô chú anh chị. Rất là mạnh nha chú, mạnh khỏe ha. Ra. Rồi hoành ngay vị trí cổ rễ này nó được là 20 ha cô chú anh chị ơi. Cao là 14cm ha, cây cũng mầm rất là khỏe. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 330 ngàn đây, bao ship toàn quốc ha. Có 30 nữa ha. Có 30 lẻ luôn. 330 ngàn. 350 thì hơi cao ha. Rồi. Rồi 330 thôi rồi. Chú ha. Đổi cây luôn. Một cốt. Tiếp tục luôn. Rồi. Tới trang vàng. Trang vàng cô chú anh chị. Trang vàng cây rất là to. Một cục to. 16 ha cô chú anh chị. 16. Cây đã được xử lý thần chậu sống khỏe của chú anh chị. Cuốn nhựa tốt ha. Bể đế nở chạc ha cô chú. Hoành là 23cm ha cô chú anh chị. Cao là 17cm ha cô chú anh chị. Đó, trang vàng 16 ha. Cái này giao lưu là 550k, bao phí ship toàn quốc. Cái này bể đế quá đẹp cô chú anh chị. 550 em ha. Dạ. Yeah.
H16. Rồi, xin đổi cây lên cô chú anh chị. Tiếp luôn. Rồi, tiếp theo là H17. Cây trang vàng nữa cô chú anh chị. Nó ra cái màu xanh nhìn rất là mát mắt, nhìn rất là đẹp. Lọc non nhìn rất là đẹp luôn. Vành là 22 cm ha cô chú anh chị. Cao là 14 cm ha. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000. Bao cái ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mình nuôi một cái cây mà sáng sáng mình ra mình thấy mấy cái lọc mà nó đâm lên đó chú, nhìn rất là đã. Rồi, xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp luôn em ơi. Trang thì nó ra lọc là không bao lâu nó cho bông. H18 cô chú anh chị, trang vàng ha, form trực lắc ha. Cây này mầm nó cũng rất là khỏe. Hoành là 20 cm ha cô chú anh chị, ở vị trí này ha. Chiều cao là 14 cm ha. Đế cũng rất là đẹp ha. Hoành nở, thân thì nó hơi nhỏ ha. Giao lưu cô chú anh chị mình 350.000 thôi, bao ship toàn quốc luôn ha. Dáng đẹp luôn cô chú. Dáng đẹp. Cây này về cô chú anh chị mình lọc chi nuôi ha, lọc một cái cây trực lắc cũng rất là đẹp ha cô chú anh chị. H18 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, xin đổi cây. H19 ha, một cây rất to. Cây này thì cú nhộ quá mạnh em ha. Dạ, cây này cú rất là mạnh luôn á cô chú anh chị. Trắng tươi luôn ha chú. Hoành là 27 cm ha cô chú anh chị. Rồi. Mầm cũng rất là khỏe luôn. Chiều cao là 15 cm ha cô chú anh chị. H19 cũng nhựa rất là tốt ha. Giao lưu cô chú anh chị mình là 550.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 550.000 H19 nha cô chú anh chị. 550. Rồi, xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp em ha. H20 cũng là một phôi trang vàng, cây này lùng lực rất là đẹp cô chú anh chị. Cây này quá đẹp luôn mà sao nó không chịu đi nè. Hoành là 26 cm cô chú anh chị, lùng tàn đa rất là đều luôn. Chiều cao nó là 13 cm ha, mầm rất là khỏe nha cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 550.000 luôn. 550.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã là 20 ha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp luôn. Rồi, tiếp theo mã 21 là lên trang cam cô chú anh chị. H21 ha, nãy giờ quên nói cái mã số nữa. Mã là H21 ha cô chú anh chị. Đó, để cô chú anh chị mình chốt nó không có lộn cây ha cô chú anh chị. Nhiều khi cái clip mã kia là mã G, mã này mã H ha cô chú anh chị. Rồi, cây này hoành là 17 cm ha cô chú anh chị. Chiều cao là 10 trang cam. 14 trang cam ha cô chú anh chị. Đây cái hoa nó đây, cây cam, mặt hoa. Cà rốt luôn chú. Cam cà rốt. Cam lá nhỏ. 300k, bao phí ship toàn quốc. Hôm bữa con ông khách kia ổng chốt cái cây mà ổng không nói rõ là cái clip nào, ổng chốt cũng cây số 8 luôn. Cây xong gửi cái cây ra ngoài cái ông nói ủa tao mua cây tàn đang có hoa rực rỡ sao mày đưa cái cây phôi. Làm hại phải quay đầu trở về cũng khổ. Rồi, H22 ha cô chú anh chị ơi. Có mã số, có cái clip ngày mấy vậy đó thì mình dễ chọn ha cô chú anh chị. Cây này một cốt và tàn đa đẹp lắm. Cây này hoành là 16 ha cô chú anh chị. Trang cam ha. Cao 14 cm. Mấy cây này rút lùng lực mini cái là rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đế nó rất là khéo nha. Tại mình không có khui sâu ha cô chú anh chị. Cây nó cũng còn hơi non ha. Về cô chú anh chị mình khi mình trồng á, mình xịt là lúc đó nó lòi đế cho mình xử lý luôn. 300k luôn cô chú anh chị. 300k bao phí ship toàn quốc ha. Dạ. 22. Thường xin trang cam mình thấy ta trồng cây tàn nhiều lắm ha. Dạ. Ít có cây bonsai. Ít có cây bonsai. Mua được lâu cây bonsai này cũng rất là đẹp. H23. Cây này cũng lùng lực nè cô chú anh chị. Cốt cành nó cũng khéo ha. Hoành là 17 cô chú anh chị. Cao nó chỉ có 8 cm thôi. Về ai muốn cắt lùng xuống nữa cắt ha. Cắt xuống lấy cái cục này thôi. Còn dừng 5 cm được ha cô chú anh chị.
chơi cây mini ha. 300k bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. 300 khai thác thêm đế cam đế chưa, còn đó chưa... cô chú anh chị nè, đế nó có nè, cô chú anh chị mình thấy không, cây này dắt đế là đều hết rồi. Xin đổi cây luôn. H23 H24 lùng lực tàng đa cô chú anh chị ơi. Cây này phải nói là cốt rất là đều luôn. Cây này làm mini thì quá đẹp, đế đều, cốt cành đều. Hoành là 17cm thôi cô chú anh chị. Cao là 12. Cây này cắt xuống còn chừng 8cm là nó rất là lực luôn. Nồi đế này là 35. Đo đế cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình 350.000 ha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 24. Rồi, xin đổi cây luôn. 25. Cây này lùng lực rất là duyên dáng nè cô chú anh chị. 25. Đế cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Hoành là 17cm, chiều cao là 10cm ha cô chú anh chị. H25. Cây này giao luôn cô chú anh chị mình 300k ha, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. H25 trang cam nha quý cô chú, cam cà rốt màu cam. Tiếp tục rồi, xin đổi cây. Nó nằm lai lai giữa màu hồng màu với lại màu vàng. H26 của chú anh chị cũng là một cây trang cam đó ha. Cây này cắt mini bonsai cũng rất là đẹp nè của chú anh chị. Màu hường với màu vàng nó nằm ở giữa. Rồi, cây này hoành là 18cm thôi. Đây. 16cm thôi cô chú anh chị. Chiều cao là 16, giao lưu cô chú anh chị mình là 300k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. H26. Rồi, 300. Rồi, xin đổi cây cho cô chú anh chị. Cái này đế nó đều hết trơn. H27 cô chú anh chị ơi. Cây này hồi nhỏ sắp đế trên cái mô ha cô chú anh chị, kéo đế rất là kỹ. H27 ha cô chú anh chị ơi. Hoành là 18cm nha cô chú anh chị. Cao là 16. Giao lưu cô chú anh chị mình 350.000, bao ship toàn quốc ha. Rồi, 350. H27. Rồi, xin đổi cây ha cô chú anh chị. Tiếp tục luôn em ơi. H28 ha cô chú anh chị, trang cam nữa. Cái này đế quá đẹp luôn chú. Về cô chú anh chị mình cắt rút lọc theo ý thích ha cô chú anh chị. Rễ cám nó cũng nhiều em ha. Rễ cám rất là mạnh luôn ha. Hoành là 17 cô chú anh chị. Cây gì nó mới khỏe cô chú anh chị. Cây mà mua mà thúi rễ cám hết là cái như xong luôn. Dục cây luôn. Nào cũng vậy chú thấy cây trang cam này rễ cám nó rất là nhiều cũng đầy hết trơn. Rồi, cây này là giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 300k ha, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Tiếp em ơi. Rồi, đổi cây. Tiếp theo lên Hồng Ngọc Mai nha cô chú anh chị ơi. Hồng Ngọc Mai H29. Rồi, lô mới nữa quý chú ơi. Rễ ống em hả? Rễ ống. Này mấy cái này chơi mini rất là đẹp nè quý chú. 29. Cây này hoành ngay cổ rễ là 20, ngay cái cũ nữa nè cô chú anh chị. Này là 22 ha. Chiều cao là 15. Rồi, 15 đến 30 đi em ha, chiều cao. Dạ. Nó nằm trong tầm đó. Rồi cũng là 200.000, hai cây, bao phí ship. Dạ. Toàn quốc luôn, hai cây. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi. Mình giới thiệu thôi ha chứ nhà vườn mình có số lượng em ha. H30, có số lượng nhiều luôn nha cô chú anh chị. Giới thiệu cho cô chú anh chị một clip dài cây chiều cao từ cô chú anh chị 15 đến 30. H30. Hoành thì tùy theo từng cây, cái cũng na ná như nhau. Cây này hoành là 19 ha, hoành ngay cái cũ là 19. Cây này hoành 18. Đó, cặp này thì cũng là 200.000 luôn, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. 200. Rồi, 30. Tiếp luôn giúp anh. Rồi, 30. Xin đổi cây luôn cô chú anh chị ơi. Về mình cắt đồ lại tùy thích theo chú, mấy cây này cắt lại bonsai 31. Đẹp.
về thỏa sức, thỏa sức sáng tạo luôn, có 200 ngàn nè cô chú anh chị. Lỡ mà cắt nó có lủng thì mình lấy rễ mình làm thân, nó mình làm cây khác nó ra được cả chục cây ha cô chú anh chị. Này nó cũng dễ sống em ạ. Cây này hoành là 18, cũng 18. Cây này hoành cũ là 19. Cũng 200 ngàn luôn cô chú anh chị. Này mình lấy rễ mình trồng nó cũng sống nữa cô chú anh chị, nó rất là dễ sống ha. Cái dòng này hình như là dâm cành thì dâm nó cành. Sống ha. Dạ. H31. Rồi, xin đổi cây luôn. 32. Hai cây cũng rất là đẹp. Hai cây này cũng quái quái. Hồng Ngọc Mai, bông rất là đẹp với cái bông màu hồng ha. Có trái giống như trái seri vậy mà nó nhỏ hơn. Kiểu seri Thái đâu. Hoành là 19 ha cô chú anh chị. Cây này hoành 21. Đó. Cũng là 200 ngàn luôn. Rồi. Đổi luôn giúp anh ha. Mã cuối cùng chưa? 33. 33. Mã cuối của clip ngày hôm nay luôn cô chú anh chị. Hai cây lùng lực. Chơi một cặp này cũng xứng nè cô chú. Còn chồng thì gì mình về mình chồng thẳng chồng đứng rồi. Cây này là hoành 21. Đấy, cái bầu để ép vô hai cây nó vậy. Cây này là 18. Về cô chú anh chị mình cắt sửa dáng, xổ hết đất ra mình sửa dáng nữa cô chú anh chị. Rồi cũng là 200 ngàn bao phí ship toàn quốc ha. Thì cũng là cặp cuối của clip hôm nay luôn cô chú anh chị. Dạ cuối luôn. Rồi xin chào cô chú anh chị ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Rồi, chào, chào. Chào nhận ha. Con cũng kính chào cô chú xem kênh nha. Ủng hộ kênh một like một đăng ký ha chú. Con xin hẹn gặp lại những clip tiếp theo nữa.